Bài tập 39. Đầu tiên là mình tìm tên sản phẩm. Đầu tiên các em nhập và định dạng cái bảng dữ liệu thì các em được 0.5 điểm. Câu thứ hai là điền vào cột tên sản phẩm dựa vào ký tự cuối của mã sản phẩm. Ký tự cuối nè, A, B, C, D. Và dò tìm ở trong bảng 2, mình có bảng 2 dưới đây. A, B, C, D và dò tìm cho bảng 2. Thì dữ liệu của mình là được bố trí theo dòng. Bố trí theo dòng. Thì do đó là chúng ta sử dụng cái hàm là hlookup. Thì mình lấy ký tự ở bên phải là dùng hàm right hay hàm left các em? Hàm right, một ký tự. Các ký tự bên phải một ký tự. Và mình tra cứu trong cái bảng bảng 2 thì chúng ta nên quét hết luôn cũng được. Rồi chúng ta nhấn F4 nha. Và mình dữ liệu trả về là dòng thứ hai và tìm kiếm chính xác của mình là 0. Chữ A là 8 ha. Các em copy công thức xuống. Khi mà chúng ta hoàn thành cái câu tên sản phẩm thì chúng ta được 0.5 điểm. Tiếp tục, các em thực hiện câu 2. Câu này là câu mấu chốt nhất trong đề, trong bài tập. Giá thành dựa vào ký tự cuối của mã sản phẩm, hoặc là mình lấy tên sản phẩm cũng được. Vì mình đã lấy tên sản phẩm rồi thì mình tra trong đây tên sản phẩm. Thì cái điều quan trọng nhất là biết rằng là nếu mà nhập ở trong tháng 1 thì mình lấy đơn giá 1, trong tháng 2 thì mình lấy đơn giá 2, và trong tháng 3 thì mình lấy đơn giá 3. Như vậy á, dựa vào cái ngày nhập mà mình lấy tháng của ngày nhập. Là hôm trước mình đã biết rồi, là để lấy tháng của ngày nhập á, lấy tháng của ngày á, thì mình dùng hàm main ha. Đầu tiên là mình lấy tên sản phẩm, mình tra vào thì mình quét khối từ cái chỗ tên nè, mà không quét ABC ha. Tên so sánh vào tên, nhấn F4. Sau đó mình xét điều kiện là nếu nè, main á, là mình lấy tháng. Tháng là mình dùng cái hàm main. Main của ngày nhập là mình trả về một tháng. Nếu mà tháng nó bằng 1 thì mình lấy đơn giá 1. Đơn giá 1 tương ứng mình đếm dòng 1, nó là dòng 2, thì trả về dòng thứ 2. Ngược lại thì mình xét nếu mà main của D3 mà bằng 2 thì mình lấy dữ liệu là dòng thứ 3, ngược lại là dòng thứ 4. Mình đóng ngoặc của hai cái if này lại, rồi sau đó mình tìm kiếm chính xác là 0. À, mình đã hoàn thành phần giá thành. Ví dụ ở đây táo mà nhập trong tháng 1, táo trong tháng 1 á, là 45.000. Còn táo ở trong tháng 3 là 40.000. Thank you.
Tiếp tục, chúng ta thực hiện câu thứ tư. Thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá. Biết rằng số lượng mà từ 50%, số lượng từ 50%, từ 50 trở lên thì giảm thêm 10%. Thì đầu tiên thành tiền bằng số lượng nhân cho đơn giá, nhân cho IF. Nếu như số lượng mà lớn hơn bằng 50 thì mình giảm là 10%. 100% mà giảm 10% thì còn bao nhiêu các em? 90%. 90% có phải là 0.9 không? 0.9. Ngược lại không giảm nó là 100%, mình cho nó là 1. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Nếu mà số lượng lớn hơn 50 thì giảm 10%. 100% trừ 10% được 90%. 90% chính là 0.9. Ngược lại không giảm, không giảm đó là 1. 1 tương ứng với 100%. Hiểu nghe. Câu thứ 5, hoàn thành thống kê dữ liệu trong bảng 3. Mình có bảng 3 mà thống kê. Thì mình ở đây mình dùng cái hàm là sum if. Đầu tiên là dữ liệu cần so sánh, mình quét vào. Mình nhấn F4. Tại do đây mình copy công thức và mình đặt điều kiện vào là táo nè, gà là 15. Sau đó mình tổng thành tiền, mình quét khối cái thằng cột G. Rồi mình đã copy công thức nó xuống là mình hoàn thành cái bảng thống kê. Định dạng các cột thành tiền theo dạng đồng. Rồi định dạng theo dạng đồng thì đơn giản nhất là các em quét khối cột thành tiền nè. Các em chọn vào núm bơ. Đầu tiên là chọn cho thầy là currency. Chọn cho thầy là chữ VND đi, VND. Rồi. Bây giờ là mình cần biến chữ VND này nè thành chữ đồng. Thì mình làm cái bước thứ hai. Đơn giản là mình vô number, mình chọn custom. Thì mình thấy chữ VND nằm phía cuối thì mình đổi thành chữ đồng là xong. Mình đã có một định dạng mẫu, mình chỉ đổi cái ký tự lại là thôi. Mình thấy nè. Mình đổi thành đồng. Các em nhấp vô custom, các em gõ yêu cầu như vậy là được. Đổi chữ VND thành chữ đồng là mình sẽ định nghĩa lại cái tiền tệ theo dạng đồng. Rồi còn phía dưới thì các em sử dụng cây chổi ha. Cây chổi nè, mình có cây chổi nè, mình nhấp vô cây chổi, mình quét xuống chỗ thành tiền là được. Rồi mình quét cái chổi, mình định dạng cái kiểu đồng thì mình quét vô đây đó, chứ mình không có định dạng lại nó tốn thời gian. Mình dùng cái chổi mình quét copy định dạng nó thì mình định dạng được dữ liệu. Tiếp theo là các em thực hiện cho thầy là vẽ biểu đồ hình tròn biểu hiện bảng thống kê theo mẫu. Vẽ biểu đồ hình tròn thì các em quét khối ở đây các em.
bảng thống kê nè, mình ở đây mình chọn insert một cái biểu đồ bi vô cho thầy là được. À, còn mình chọn theo cái mẫu nào là do mình chọn ở đây, nhấp vô. Em có thể kéo nó nằm một bên đây cũng được. Các em đổi tên ở đây rồi, có chữ thành tiền luôn rồi, giống như mẫu. Còn muốn cam chuối gì nằm phía trong thì mình chọn cái kiểu dữ liệu nó nằm ở trong đây nó có ha. Chọn cái mẫu tương tự là được. Câu tiếp theo, câu 8, trích lọc dữ liệu xuống vùng bên trống phía dưới ở bảng 1 với tên sản phẩm là dưa và số lượng từ 100 đến 1000, từ 50 đến 100 thì thỏa mãn ba cái điều kiện này, thì điều kiện này gọi là điều kiện N. Thì đầu tiên các em đặt cho thầy một cái vùng tiêu chuẩn, vùng tiêu chuẩn. Rồi các em đặt điều kiện phía dưới đây. Rồi, điều kiện của mình là N. Mở ngoặc ra, mình lấy dữ liệu dòng đầu của mình, lấy tên sản phẩm là ngay cái dòng đầu, mình phải chọn đúng cái dòng đầu. C2 nè, ở đây các em chọn đây cũng được, bằng là dưa. Phải, mình chọn nhấp cái số lượng là cái đầu tiên của số lượng. Số lượng lớn hơn bằng 50. Phải. Và số lượng nhỏ hơn bằng 100. Đóng mặt lại. Này cái vùng tiêu chuẩn nó ra bằng for này ha. Đây là vùng tiêu chuẩn. Mình lấy dòng đầu tiên của dữ liệu, cái ô đầu tiên của dữ liệu mình đặt làm điều kiện chuẩn. Ta tiến hành lọc dữ liệu. Thì đầu tiên các em nhấp vào data, chọn advanced. Nhấp vào copy to. Chọn dữ liệu cần lọc. Sau đó là mình thứ hai là chọn cái điều kiện tiêu chuẩn, quét khối điều kiện tiêu chuẩn. Cái thứ ba là mình nhấp vào mình cần copy tới đâu. Rồi sau đó là chúng ta ok. Mình lọc ra được điều kiện dưa mà số lượng từ 50 cho tới 100. Mình có được là hai cái dữ liệu là dòng 8, số tương tự 8 và 9. Thank you.